Hoa hậu Thu Ngân ly hôn chồng đại gia FLC hơn 19 tuổi. Hiện hai người giữ quan hệ bạn bè cùng chăm sóc con trai. Thu Ngân không công khai thông tin sớm vì sợ ảnh hưởng gia đình người thân. Hiện chị tập trung kinh doanh, không có ý định lấn sân sang lĩnh vực giải trí. Theo chia sẻ từ Thu Ngân, cô và doanh nhân Doãn Văn Phương ly thân một năm trước khi hoàn thành các thủ tục pháp lý vào năm 2021. Họ giữ mối quan hệ tốt đẹp để cùng chăm sóc con trai 5 tuổi. Thu Ngân không muốn câu chuyện ly hôn ồn ào ảnh hưởng đến những người xung quanh. Hiện Thu Ngân làm công việc kinh doanh, không hoạt động showbiz nhiều. Cô chọn cuộc sống kín tiếng, cũng hiếm khi chia sẻ về đời tư trên trang cá nhân. Trần Thu Ngân sinh năm 1996 tại Hải Phòng. Cô đăng quang Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu 2016 khi vừa tròn 20 tuổi. Người đẹp được đánh giá cao nhờ gương mặt trái xoan ưa nhìn, chiều cao 1m70 cùng số đo 3 vòng quyến rũ 875992. Ngoài nhan sắc nổi bật, Thu Ngân còn có khả năng về ngoại ngữ tốt sau thời gian du học ở Anh và Thụy Sĩ. Vì vậy, cô được kỳ vọng sẽ tham gia chinh chiến ở đấu trường nhan sắc quốc tế. Tuy nhiên, sau khi đăng quang không lâu, người đẹp bất ngờ thông báo ly xe hoa với doanh nhân Doãn Văn Phương, hơn cô 19 tuổi. Chồng cũ nàng hậu sinh năm 1977 tại Thanh Hóa, là cử nhân luật tại Đại học Luật Hà Nội, thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Mỹ, từng nắm giữ vị trí tổng giám đốc tập đoàn FLC. Sau một thời gian tìm hiểu, cả hai tổ chức đám cưới hoành tráng vào giữa tháng 1 năm 2017. Trong đám cưới, cô dâu được đón bằng dàn siêu xe đắt đỏ gồm Rolls-Royce, Ferrari, Bentley, Maybach gây xôn xao dư luận. Trước đó, khi được hỏi về hôn lễ của Hoa hậu, gia đình cô cho hay mẫu bạn đời lý tưởng của Thu Ngân là người hiểu biết chững chạc. Vì thế, khi gặp được người tâm đầu ý hợp, cô đồng ý kết hôn lập tức. 9 tháng sau hôn lễ, Hoa hậu Thu Ngân sinh con trai đầu lòng cho chồng đại gia. Đến năm 2018, trong một sự kiện, khi được hỏi về chuyện tình với ông xã đại gia, Hoa hậu Thu Ngân tiết lộ khi gặp cô tại cuộc thi, chồng có ấn tượng không tốt về cô khi nghe tin đồn người đẹp chảnh chọe. Dẫu vậy, sau thời gian tìm hiểu tiếp xúc, anh cảm nhận được sự thân thiện cởi mở của cô. Còn cô thấy đây là người đàn ông chững chạc, giúp đỡ mình rất nhiều trong quá trình làm việc nên nảy sinh tình cảm và chấp nhận lên xe hoa khi mới 21 tuổi. Cô khẳng định không lấy đại gia vì tiền và chia sẻ, tôi thường hỏi anh ấy những chuyện liên quan đến bất động sản tài chính. Khi trở thành bạn bè, tôi biết anh ấy chưa có gia đình, chúng tôi cưa cẩm nhau trong vài tháng. Khi đã nhận ra đối phương là một nửa của mình, hai đứa quyết định kết hôn rất nhanh. Sau khi kết hôn, để xóa nhòa khoảng cách 19 tuổi giữa mình và chồng, Thu Ngân thừa nhận cố gắng khiến bản thân già đi, tìm hiểu sở thích của ông xã như chơi cây cảnh, đồ cổ. Về phía doanh nhân Văn Phương, ông cũng cố gắng trẻ trung hơn, nghe những bản nhạc sôi động để hợp với vợ. Là hoa hậu hiếm hoi kết hôn khi đang trong thời gian đương nhiệm, Hoa hậu Thu Ngân không lấn sâu vào showbiz và dành thời gian hoàn thành chương trình học và tập trung cho công việc kinh doanh. Dẫu không xuất hiện nhiều trước truyền thông nhưng Thu Ngân không tỏ ra nuối tiếc hay hối hận vì chọn sống kín tiếng. Đối với cô, có chồng sau cuộc thi là điều may mắn hạnh phúc. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại khi có một gia đình êm ấm mà vẫn được thỏa mãn đam mê kinh doanh, người đẹp từng nói. Đồng thời, người đẹp không đồng tình với ý kiến cho rằng các cô gái tham gia các cuộc thi sắc đẹp chỉ với mong muốn tìm đại gia cho mình. Hạnh phúc là lâu bền, còn xinh đẹp cũng chỉ để ngắm. Một người đàn ông chín chắn và trưởng thành, họ sẽ có lựa chọn vợ dựa trên nét đẹp bên trong chứ không phải vẻ bề ngoài. Chồng tôi cũng lớn tuổi rồi và không nghĩ là chọn tôi qua vẻ bề ngoài. Vì xung quanh anh trước đây có rất nhiều cô gái xinh đẹp hơn tôi, trẻ hơn tôi. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn năm 2018, Thu Ngân tâm sự, đôi khi bất đồng quan điểm là điều khó tránh nhưng họ biết cách dung hòa hai cá tính. Cô nói doanh nhân Doãn Văn Phương là người hướng về gia đình, có thể làm mọi việc chăm sóc con và ở nhà chơi với con. Tâm sự về quyết định lấy chồng và làm mẹ khi tuổi còn trẻ, Thu Ngân bày tỏ, khi học ở nước ngoài tôi luôn có quan điểm điều gì cần đến thì sẽ phải đến. Khi lựa chọn lập gia đình tôi nhận được nhiều thứ mà những phụ nữ ở tuổi của mình có thể không có được, nhưng đồng thời mình cũng sẽ không có được nhiều thứ giống họ. Chúng ta ai cũng vậy, phải chấp nhận được cái nọ sẽ mất cái kia, đó là chuyện bình thường trong cuộc sống. Mình đã quyết định thì mình không ân hận, đó là quyết định đúng đắn nhất trong thời điểm đó, Thu Ngân quan niệm.